Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Thái Lan. Thủ thành mang áo số 20 Chatrai Buddrom, các cầu thủ mang áo số 3 Thiraton Bumathan, số 4 Manuel Bia, số 6 Sarek Yuwen, số 7 Supachok Surachap, số 10 Terasin Dangda, số 12 Thanawap, số 15 Narubadin, số 16 Fitiwap, số 18 Chalathip Songkrasin đeo bằng đội trưởng và số 26 Krisada Kaman. Huấn luyện viên trưởng là ông Mudokon King. Năm nay thì đội tuyển Việt Nam chịu một tổn thất ở hàng phòng ngự khi trung vệ Bùi Tiến Dũng không kịp bình phục chấn thương để góp mặt và huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên Nguyễn Thành Trung vào đội hình xuất phát thay vị trí của Bùi Tiến Dũng. Đây là những cầu thủ dự bị của đội cựu vô địch Thái Lan. Hôm nay thì đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt đi và được coi là đội chủ nhà. Dù chúng ta đang thi đấu trên sân trung lập và đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ ra sân với trang phục thi đấu màu đỏ. Còn đối thủ của chúng ta, đội tuyển Thái Lan, sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu xanh. Vừa rồi là một phút mà toàn bộ cầu thủ hai đội và những người có mặt ở trên sân dành để tri ân những nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu chống lại đại dịch Covid-19 đã qua đời. Ngày hôm nay cả Thái Lan và Việt Nam đều có được sự góp mặt của những chân sút đang ghi bàn tốt nhất của hai đội. Bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta đó là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, Thái Lan cũng có sự xuất hiện của Terasin Dangda và Supachok Sarachap. Một trận đấu không chỉ được những người hâm mộ bóng đá của hai nước mà cả Đông Nam Á đang hướng về sân vận động quốc gia Singapore để theo dõi màn trình diễn của hai đội ở trận đấu ngày hôm nay, trận bán kết lượt đi. Chanathip đang rất căng thẳng với những lời cầu nguyện trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu cân tài cân sức và thực sự là một kịch bản rất khó đoán đang chờ đợi. Ít nhất là 90 phút sắp tới, còn bây giờ là những giây đếm ngược trước khi bước vào trận đấu được chờ đợi nhất của bóng đá Đông Nam Á ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ Việt Nam chúng ta là những người giao bóng ở hiệp đấu đầu tiên và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Nguyên mạnh ở trận đấu cuối vòng bảng khi chúng ta vượt qua đội tuyển Campuchia với tỷ số 4-0 thì người đứng trong khung thành của đội tuyển Việt Nam là Bùi Tấn Trường. Sau một trận vắng mặt thì hôm nay Trần Nguyên Mạnh đã trở lại vị trí chính thức trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Cho tới lúc này, sau 4 trận đấu ở vòng đấu bảng thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn là đội duy nhất chưa phải nhận bàn thua nào. Chúng ta đang có phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu này. Và ngày hôm nay, đối thủ của chúng ta là đội bóng toàn thắng cả 4 trận đấu ở vòng bảng vừa qua. Không có gì nguy hiểm trước cầu môn của thủ thành Nguyên Mạnh. Đó là tình huống xử lý an toàn của Thành Trung. Đường chuyền là của Thiraton Bumathan. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ bên phía đội tuyển Thái Lan. Pha xử thổi phạt vừa rồi đó là tình huống việt vị của Supachok. Một quyết định hoàn toàn chính xác của các trọng tài. Đó là một pha phối hợp giữa bộ ba Thiraton Bumathan, Sarek Yuwen và điểm nhận bóng cuối cùng là Supachok đã ở đúng ở thế việt vị. Đường chuyền của Narubadin.
Thanawat. Thanawat định dùng tốc độ để vượt qua Quang Hải nhưng không thành công. Thanawat là cầu thủ đã có 3 năm thi đấu tại bóng đá Anh. Màu áo chính thức của cầu thủ này đó là Leicester City. Khá tốt. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Tình huống áp vào rất nhanh của Hoàng Đức để hỗ trợ cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Cặp đôi tiền vệ của chúng ta ngày hôm nay đó là Tuấn Anh và Hoàng Đức. Đây là lần thứ 5 đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đối đầu với nhau ở vòng bán kết của AFF Cup. Và là lần thứ 10 hai đội đối đầu nhau ở sân chơi này. Tình huống mà trọng tài đã thổi phạt Vũ Văn Thành. Văn Thành chắc chắn ở trong trận đấu ngày hôm nay sẽ thường xuyên phải đối mặt với Terathon Bunmathan, một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Một tình huống bọc lót rất tốt của Thành Trung cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Một ngày hứa hẹn sẽ vất vả với Hồng Duy và Văn Thanh. Hai cánh của Thái Lan là những cầu thủ thường xuyên có thiên hướng tấn công. Khá tốt, hoan hô Nguyên Mạnh trong tình huống vừa rồi. Nguyên Mạnh đã phán đoán tốt và chủ động di chuyển sớm. Một đường chuyền đánh vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của chúng ta. Đó là một đường chuyền cực hay của Terathon Bunmathan. Hồng Duy chú ý rất tỉnh táo. Đây là Quang Hải. Pha phối hợp không thành công. Tình huống phá bóng vào đúng chân của Hoàng Đức. Hoàng Đức. Hồng Duy. Chúng ta đang gây sức ép ngược trở lại. Và xử lý sở trường của Quang Hải. Bóng hơi nhẹ trong tình huống vừa rồi nhưng đó cũng sẽ là một lời cảnh tỉnh với hệ thống phòng ngự của Thái Lan. Có lẽ sẽ có thẻ vàng cho cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Người đang nằm sân bên phía đội tuyển của chúng ta là Tuấn Anh. Còn người bị đau bên phía đội tuyển Thái Lan là Teresin Dangda. Và va chạm khá mạnh giữa Dangda và Tuấn Anh. Bất ngờ khi trọng tài đã dành cho Tuấn Anh chiếc thẻ vàng ở tình huống này. Quả thật đó là một quyết định rất nặng tay với tiền vệ của chúng ta. Pha bóng làm chậm vừa rồi đó làm tình huống mà Đăng Đà có một pha cao chân và pha bóng bằng gầm dần. 50-50 thôi. Subachok. Pha bọc lót của Thành Trung. Subachok. Người kỹ thuật của Subachok rất nguy hiểm. Nhưng Quế Ngọc Hải là người đã có mặt kịp lúc để ngăn chặn pha đột phá của Subachok. Văn Toàn, tình huống phạm lỗi với Văn Toàn. Đây là một tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể triển khai một pha phản công. Và như nếu như nặng tay hoàn toàn sẽ phải có một chiếc thẻ dành cho Fitiwat. Đây sẽ là những pha bóng mà chúng ta sẽ thường xuyên được chứng kiến ở trận đấu ngày hôm nay từ phía Văn Toàn và đội tuyển Việt Nam. Sự nhanh nhẹn và kỹ thuật của Văn Toàn chắc chắn là sẽ khiến cho phòng ngự của đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay gặp rất nhiều khó khăn, và thậm chí là hệ thống phòng ngự của Thái Lan sẽ gặp rất nhiều lúng túng để ngăn chặn tiền đạo mang số 9 của đội tuyển Việt Nam. Đây đã là trận đấu thứ tư liên tiếp trong những cuộc giáp mặt giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan Văn Toàn được đá chính. Khá hay, tình huống can thiệp kịp thời. Hoàng Đức. Subachok là cầu thủ đang nằm sân. Ít phút vừa qua thì số 7 bên phía Thái Lan hoạt động khá năng nổ. Những phút thi đấu đầu tiên và thế trận đang diễn ra ở mức cân bằng.
Rất nhiều những tình huống va chạm và tranh chấp quyết liệt đang diễn ra khu vực giữa sân. Đây mới chỉ là trận bán kết lượt đi giữa hai đội. Nếu coi hai trận bán kết là một trận đấu thì đây mới chỉ là hiệp đấu đầu tiên mà thôi. Tôi cho rằng cả huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Manu Pompin có lý do để chơi một cách thận trọng ở trận đấu ngày hôm nay và chỉ chủ động tấn công tùy vào từng thời điểm thích hợp. Mười nghìn vé được phân phối và chỉ bán hết trong vòng có 2 giờ mà thôi. Sức nóng của cuộc đối đầu, trận thư hùng của hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại thực sự là một trận đấu rất có sức nóng, không chỉ với khán giả hai nước. Với rất nhiều người thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ xứng đáng là một trận đấu cuối cùng của giải đấu. Nhưng không quá khi nói đây là một trận chung kết sớm. An toàn. Với sức ép. Và bằng lên rất cao của Duy Mạnh để áp sát từ phía sau Suvachok. Ngăn cản một tình huống phản công của đội tuyển Thái Lan. Đấy là một pha can thiệp hợp lý của Duy Mạnh. Suvachok là cầu thủ có tốc độ và khả năng bứt tốc trong cự ly ngắn rất tốt. Hoàng Đức rất nhanh. Đây là Công Phượng. Tình huống xử lý của Công Phượng hơi phới và vô tình làm đau cầu thủ đối phương. Đó là một pha bóng đơn thuần mà Công Phượng hàm bóng mà thôi. Tirathorn Bumathan băng lên từ phía sau và Công Phượng đã không quan sát được tình huống can thiệp của cầu thủ này. Manuel Bia. Pissara. Tirathorn Bumathan. Sức ép từ phía Văn Toàn với những tình huống tăng tốc rất nhanh cũng sẽ phần nào kiềm tỏa và hạn chế khả năng lên tấn công của Tirathorn Bumathan. Đây là Chanathip Songkrasin, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan. Sarayuwen Thanawat. Risada. Trong những tình huống mà Tirathorn Bumathan dâng lên tấn công, Risada trung vệ lệch trái của đội bóng áo xanh sẽ chám vào hậu vệ cánh trái này và hoàn toàn là cơ hội để chúng ta có thể khai thác. Khá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Các cầu thủ hàng công của đội tuyển Việt Nam rất chịu khó tranh chấp. Risada. Pha chạm bóng của Teresin Dangda nhưng ngay sau đó là một đường chuyền thiếu cảm giác của tiền đạo mang áo số 10, người đang cùng với hai cầu thủ khác dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay với 4 pha lập công. Với tình huống chạm bóng vừa rồi thì không phải là không có sự căng thẳng với chân sút số 1 của Thái Lan. Đây là một cầu thủ thi đấu rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền không tốt. Phạm lỗi rồi. Sarayuwen đã có tình huống phạm lỗi với Tuấn Anh. Đội bạn cũng rất hiểu ngòi nổ Tuấn Anh quan trọng như thế nào trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Và đây là một pha bóng đã khiến cho Tuấn Anh của chúng ta bị đau. Mỗi khi Tuấn Anh nằm trong sân là thực sự sẽ rất nhiều người cảm thấy lo lắng. Quang Hải. Quang Hải đã bị đẩy từ phía sau. Sẽ là một quả phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Đúng là một trận đấu vô cùng quyết liệt,
khi mà các cầu thủ đều có rất ít thời gian và rất ít khoảng trống để xử lý bóng. Trận đấu đang căng thẳng quyết liệt trên từng cm tại sân vận động quốc gia Singapore. Narubadin, cầu thủ cánh phải của Thái Lan. À, giây phút này đây chúng ta sẽ trông chờ vào một tình huống cố định. Sẽ là cái chân phải của Công Phượng. Các trung vệ có chiều cao rất tốt của chúng ta như Quế Ngọc Hải, như Đỗ Duy Mạnh và cả Thành Trung nữa đều đang có mặt trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho một tình huống không chiến. Rất có thể làm tình huống chuyền ra. Đúng như vậy, cơ hội. Tuyến Hạnh, Văn Thành. Đó là một tình huống phối hợp rất bất ngờ của chúng ta. Quang Hải giả vờ buộc dây giày, không gây sự chú ý của các trung vệ đối phương. Nhưng bây giờ là một tình huống phản công nguy hiểm của đội tuyển Thái Lan. Rất tiếc. Chúng ta trông chờ vào Nguyên Mạnh. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho đội tuyển Thái Lan. Bàn mở tỷ số đã đến với đội tuyển Thái Lan sau một tình huống phản công nhanh và cú trượt chân rất đáng tiếc của Nguyễn Cao Hùng Duy đã tạo cơ hội cho cầu thủ đôi bạn. Đó là một cú trượt chân và đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì không có một trận đấu nào trên sân vận động quốc gia Singapore ở các trận đấu vòng bảng. Chúng ta cũng chỉ có 30 phút đi dạo trên mặt sân của đội Singapore mà thôi. Trong khi đó Thái Lan được thi đấu 4 trận đấu liên tiếp trên mặt sân này. Nguyên Mạnh đã rất nỗ lực lao ra. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều. Chúng ta vẫn đang có một thế trận tốt. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều và hy vọng là bàn thua vừa rồi không khiến các cầu thủ của chúng ta đánh mất tinh thần. Đó thực sự chỉ là một tai nạn mà thôi. Pha lập công được tính cho Chanathip Songkrasin. Tuấn Anh, Thành Trung. Terathon Bunmathan, hoàn toàn rất nhanh. Lực rất lớn của Văn Toàn. Đã có lỗi của Terathon Bunmathan. Hành vi rất phi thể thao của Terathon Bunmathan sau khi số 3 này ngã đã cố tình cao chân để ngăn cản một tình huống phản công. Văn Thành có lý do để đòi hỏi một chiếc thẻ vàng với số 3 bên phía Thái Lan. Tuấn Anh. Cơ hội. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Bóng đã tìm đến vị trí của Hoàng Đức.
vị trí của Manuel Bier là vị trí mà chúng ta có thể khai thác. Trung vệ này thường xử lý tương đối chậm, đặc biệt là những pha bóng cần tốc độ và xử lý trong không gian hẹp. Đánh nhau! Sự va chạm. Các trung vệ của chúng ta đã can thiệp tốt. Quang Hải. Đội tuyển Việt Nam đang cố gắng gây sức ép sau khi phải nhận bàn thua. Hoàng Đức. Rất hay, bước bộ tốt. Một pha xử lý của Quang Hải. Và nếu như trọng tài quan sát kỹ hơn, đã có hành vi tiểu xảo, cần phải có được sự bình tĩnh. Trận đấu đang rất nóng. Thẻ vàng cảnh cáo đối với huấn luyện viên Mano Polking của đội tuyển Thái Lan sau phản ứng thái quá với Quế Ngọc Hải. Và ông cũng đã di chuyển ra khỏi khu vực dành cho các huấn luyện viên. Lời cảnh báo đầu tiên dành cho huấn luyện viên của Thái Lan. Và đây là những hành động của huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Rõ ràng là phải có một tấm thẻ đỏ dành cho Terathon Bunmathan ở tình huống chơi cùi trỏ với Quang Hải. Chúng ta có thể thông cảm với phản ứng của Quế Ngọc Hải, nhưng cũng cần phải hết sức tỉnh táo trong những thời điểm như thế này. Hơi tiếc khi mà ở AFF Cup năm nay không có VAR để trọng tài đưa ra những quyết định chính xác hơn trong các tình huống gây tranh cãi. Quế Ngọc Hải đã rất đau với đội đầu của Quảng Hải, chọn vào một cú quỳ trỏ của Thiraton. Hồng Duy, Quang Hải. Quang Hải đang di chuyển rất rộng. Hồng Duy rất hay. Hồng Duy đưa bóng vào. Không có cầu thủ nào băng lên ở bên phía phải. Và đường bóng vào của Nguyễn Phong Hồng Duy là hơi mạnh. Sau khi bất ngờ phải nhận một bàn thua, đội tuyển của chúng ta đang có được một sức ép cần thiết. Huấn luyện viên Mano Polking đang ra dấu cho các học trò cần phải thi đấu bình tĩnh, nhưng chính ông là người đã phải nhận chiếc thẻ vàng. Darubadin. Krisara. Terathon Bunmathan. Có thể tạo ra một đường phản công. Quát Thanh. Rất tốt. Cơ hội Văn Toàn. Đó là những tình huống mà Văn Toàn hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ của mình để thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đối phương. Một miếng đánh quen thuộc của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức.
Công Phượng cần xử lý nhanh hơn trong những tình huống như vừa rồi. Narubadin, Teresin Dangda, ít phút vừa qua Thái Lan chưa có được những tình huống nào có thể đưa được trái bóng tiếp cận với 1/3 cầu môn, ngoại trừ sai lầm của Nguyễn Phong Hồng Duy. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang có được một thế trận tương đối tốt. Bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Thái Lan, đó là tình huống đánh thẳng trung lộ. Người lập công vẫn là đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Bàn thắng đến sau một miếng đánh trực diện. Những pha đập tường 1-2 trung lộ bằng một miếng đánh trực diện rất giống thời đội tuyển Thái Lan của Pietisak. Pha bóng mà cao thủ Thái Lan và đặc biệt là Chanathip Songkrasin đã cho thấy đẳng cấp. Thành Trung, Hồng Duy, Quang Hải. Có cảm giác cự ly đội hình của chúng ta đang không được duy trì tốt. Tuyến giữa chơi hơi thiếu gắn kết. Bàn thắng của Thái Lan sau một tình huống sai lầm cá nhân của chúng ta có lẽ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn đang hy vọng và tiếp tục chờ đợi tinh thần thi đấu quả cảm của các chiến binh sao vàng. SEA Games 30, các cầu thủ của chúng ta cũng để cho Thái Lan dẫn trước với tỷ số 2-0 và sau đó có một trận hòa với tỷ số 2-2. Ritsada, Terathon Bunmathan, chuyền vượt tuyến của Terathon. Duy Mạnh, bóng đến chân Tuấn Anh, nỗ lực can thiệp vào trái bóng của Quang Hải đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có được một cơ hội. Phạm lỗi từ phía sau của Văn Thanh. Trước đó thì Terathon cũng đã có một pha bóng tiểu xảo với Quang Hải. Đó là một tình huống mà nếu như có va hoàn toàn sẽ phải có ít nhất là một chiếc thẻ vàng. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ những toàn tính của huấn luyện viên Park Hang-seo
trong thế trận mà chúng ta đang bị dẫn 0-2. Xem lại những tình huống phối hợp dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Chanathip Songkrasin. Niềm vui của Mano Polkin. Tình huống dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-0 của đội tuyển Thái Lan là một tình huống được triển khai bóng từ sân nhà. Đường chuyền bắt đầu từ Pissara. Terathon không có gì nguy hiểm với khung thành của Nguyên Mạnh. Đó là lần của Pissara. Đường chuyền rất nhanh cho Văn Toàn. Văn Toàn vẫn chậm hơn một nhịp so với Sarai Nguyen. Số 6 bên phía Thái Lan là cầu thủ cắm chốt cuối cùng. Songkrasin cũng là một cầu thủ có tầm hoạt động rất rộng bên phía đội tuyển Thái Lan. Chanathip không có một buổi tập nào với đội tuyển Thái Lan trước giải đấu này. Anh trở về thẳng từ Nhật Bản, bỏ lỡ trận đấu đầu tiên. Nhưng đã rất nhanh chóng tìm được nhịp chia bóng với các đồng đội, thậm chí là trở thành trái tim, linh hồn của đội tuyển Thái Lan. Can thiệp của đội trưởng Quế Ngọc Hải rất hợp lý. Phút thứ 30. Đúng tranh chấp rất tốt của Tuấn Anh. Và xử lý của số 11 thì phía đội tuyển Việt Nam luôn nhanh gọn và hợp lý. Văn Thành, Tuấn Anh và đã đánh tốt, đường chuyền chính xác dành cho Hoàng Đức. Thành chính xác liên tiếp của Tuấn Anh. Văn Thành có vẻ như đã có lỗi, hoàn toàn đã ngã trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan. Tình huống mà Narubadin ở ngay phía sau lưng Văn Toàn. Chúng ta theo dõi lại pha bóng này. Đã có một tình huống chưa tiểu xảo của Narubadin từ phía sau Văn Toàn hay chưa? Một quả phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng. Trọng tài xác định đã có lỗi của cầu thủ chúng ta với thủ thành Butprom. Quả đá phạt chủ động vào cột xa dành cho Hoàng Đức. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, trận bán kết lượt đi của AFF Cup 2020. Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media hân hạnh mang tới quý vị trận đấu này. Văn Thành, Văn Toàn,
Tình huống tranh chấp tay đôi không phải điểm mạnh của Văn Toàn, nhưng bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ áo đỏ. Sau khi bị giành lại bóng thì Thái Lan tổ chức phòng ngự tương đối nhanh. Đã có tình huống phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Chris Sara. Chưa thực sự là một cự ly đáng để chờ đợi, nhưng đây vẫn là một tình huống mà chúng ta chờ đợi vào cái chân trái của Quang Hải. Cách là khá xa so với khung thành của đội tuyển Thái Lan, cũng không phải là không có cơ hội dành cho Quang Hải. Anh đã không ít lần ghi bàn từ những tình huống đá phạt như thế này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Công Phượng cũng lấy đà. Nhưng Quang Hải không vào. Bóng vừa chạm cột dọc. Rất tiếc. Quang Hải suýt tạo nên một siêu phẩm. Vẫn là một cơ hội nữa. Phải ngăn chặn một tình huống phản công. Suvachok. Thái Lan đang chơi phản công rất hay. Lần này thì Hồng Duy đã có một tình huống ngăn cản rất tỉnh táo và chính xác. Tình huống phạm lỗi rất rõ ràng với Hoàng Đức. Còn đây là một đường cong tuyệt đẹp dành cho Quang Hải, và đáng tiếc với cầu thủ của chúng ta là không thể có được bàn thắng. Quả đá phạt rất đẳng cấp của Quang Hải, chỉ thiếu một chút may mắn. Terathon Bunmathan. Terathon không có nhiều cơ hội để leo biên giống như những trận đấu ở vòng bảng. Lỗi của Quý Ngọc Hải. Ngày hôm nay chúng ta đã khóa tương đối chặt Brazil đang đạt. Nhưng trong một thế trận không có quá nhiều sự khác biệt thì Sông Brazil là cầu thủ đã thực sự thi đấu rất hay bên màu áo của Thái Lan. Chiếc thẻ vàng dành cho Narubadin ở tình huống phạm lỗi với Hoàng Đức trước đó. Sarai Guyen. Manuel Bia. Đây là Thành Trung. Hồng Duy chuyển ngang sai địa chỉ của Hồng Duy. Đăng Đa. Phản hiện rất nhanh của Quế Ngọc Hải. Nhưng ngay từ những sau đó chúng ta lại không có sự bóng lót hợp lý. Tuấn Anh. Duy đang di chuyển rất trống bên phía cánh trái. Hồng Duy. Chạm chân trọng tài. Tình huống thả bóng.
Prisara. Lỗi của Quang Hải. Những pha phạm lỗi trước đó của Pirathon Bumathan thực sự đã tạo ra rất nhiều sự ức chế với các cầu thủ của đội tuyển chúng ta. Trước đó thì Pirathon đã có một pha đánh nguội với Quang Hải. Pha giật cùi chỏ đó nếu như có va ở giải đấu năm nay thì có lẽ là Pirathon khó tránh khỏi một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đây là cú trượt chân rất đáng tiếc của Hồng Duy dẫn tới bàn mở tỷ số của Chanathip. Hai bàn thắng của đội tuyển Thái Lan đến đều từ những tình huống phản công rất nhanh của đội bóng áo xanh. Pirathon. Đường chuyền tuyệt tuyến dành cho Narubadin. Phòng thì đã theo rất sát Narubadin trong pha bóng vừa rồi. Những hình ảnh trên khán đài vẫn cho chúng ta thấy số lượng áp đảo của các cổ động viên Việt Nam. Quế Ngọc Hải. Pirathon. Lại là Quế Ngọc Hải có mặt đúng lúc và đúng chỗ. Tuấn Anh. Hồng Duy. Không được. Đường chuyền hơi khó dành cho Công Phượng trong tình huống vừa rồi. Manuel Bia đã chủ động di chuyển dịch biên để ngăn cản. Các vị trí trên sân ở mặt trận tấn công của chúng ta vẫn đang thiếu đi sự gắn kết. Tuyến giữa của Thái Lan vẫn đang làm tương đối tốt trong việc bẻ gãy các mối liên kết của đội tuyển Việt Nam. Sarang Huyen. Đây là một pha phản công của đội tuyển Thái Lan. Pirathon Bumathan. Chanathip. Thành đeo bám rất quyết liệt. Chanathip đã che bóng tương đối khôn ngoan trong tình huống vừa rồi. Thành đã có một tình huống đeo bám đến cùng với đội trưởng của đội tuyển Thái Lan. Anh cố chích mũi giày vào trái bóng trong tầm kiểm soát của Chanathip để tạo cơ hội cho Văn Toàn băng lên. Hồng Duy. Duy đã cùng chiến thắng được trong pha đối đầu với Narubadin. Sarang Huyen. Công bằng mà nói thì tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan đang chơi tốt hơn chúng ta. Đường chuyền dài của Hoàng Đức.
Và đây là lúc Văn Toàn cần phải thể hiện được khả năng của mình. Thẻ đỏ chắc chắn. Là một tình huống thẻ đỏ, không thể khác được. Buffon đã bỏ khung thành băng ra để có một tình huống phạm lỗi rất lộ liễu với Văn Toàn của chúng ta, một tình huống mà chúng ta có thể ghi bàn thắng, và không hiểu tại sao là trọng tài chính lại không rút ra một chiếc thẻ đỏ trong một tình huống phạm lỗi cực kỳ rõ ràng. Một sự bất công chắc chắn là như vậy. Rất nhiều lần kể từ đầu trận đấu đến giờ, trọng tài đã không hoàn toàn chính xác, bỏ qua tương đối nhiều lỗi đánh nguội. Nhưng lần này thì không thể không lên tiếng với một tình huống phạm lỗi như thế này. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Bây giờ chúng ta sẽ được hưởng quả đá phạt. Thời gian vẫn còn rất nhiều và chúng ta cần phải bình tĩnh. Một bàn thắng thôi, một bàn thắng sẽ mang lại cực kỳ nhiều hy vọng và tình thế hoàn toàn có thể đổi thay. Một cú cuộn bóng bằng chân trái của Quang Hải rất có thể sẽ tạo ra sự khác biệt trong thời điểm cuối cùng của hiệp 1. Vẫn là Công Phượng và Quang Hải đứng trước bóng. Nhưng góc sút này thì vẫn sẽ là Quang Hải đá thôi. Nhưng có thể sẽ là một đường truyền vào phía trong, chứ không phải là một pha dứt điểm thẳng. Đánh đầu, tìm đến vị trí của Duy Mạnh. Và thêm một tình huống cố định nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ sẽ là quả đá phạt của Công Phượng. Cơ hội. Và những sức ép liên tiếp ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm của hiệp 1. Trận đấu này trận đã bị gián đoạn khá nhiều lần bởi những tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên, bởi những tranh cãi. Văn Thành. Nếu trọng tài xử lý một cách công bằng hơn thì ít nhất là trong hiệp 1 trận đấu này, cầu thủ Thái Lan đã phải nhận một thẻ đỏ. Văn Thành, cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Văn Thành chậm quá. Những tình huống xử lý không hợp lý của Văn Thành. Suvachok đã không vượt qua được Duy Mạnh. Phút là khoảng thời gian bù giờ trong hiệp 1. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức, thoát người rất hay. Hoàng Đức sâu thẳng vào trung lộ. Dứt điểm chăng? Đá đập lưng Manen Bia. Lúc ở tình huống rồi đã không phối hợp với đồng đội mà quyết định sâu thẳng vào trung lộ và tung ra cú sút. Vẫn đang là Hoàng Đức. Tuấn Anh. Văn Thành. Tuấn Anh. Thành Trung. Công Phượng. Pha làm tường của Công Phượng. Teresin Đăng Đa không vượt qua được Duy Mạnh.
phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Đang Đà đã phạm lỗi với Duy Mạnh ở tình huống trước đó. Những cuộc chiến nảy lửa ở khu vực giữa sân. Đang Đà đã chơi tiểu xảo với Tuấn Anh sau khi thất thế trước Duy Mạnh. Sự già dơ của cầu thủ năm nay đã 33 tuổi. Hồng Duy, cầu bạn không ngần ngại phạm lỗi trong những tình huống mà đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra những tình huống phản công, một trong những cách mà Thái Lan nhằm ngăn chặn sớm những nguy cơ tiềm tàng. Như vậy là một trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ Thái Lan. Chúng ta đã phải nhận hai bàn thua đến từ những tình huống phản công nhanh và cực kỳ sắc bén của đối thủ, và người kết thúc cuối cùng là một cái tên, đó là đội trưởng Chalapit Songkrasit. Đấu mà chúng ta đã chơi chưa được như mong muốn, hy vọng sẽ có được một thế trận tốt hơn, cải thiện hơn ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Sau đây xin mời quý vị cùng trở lại với phần bình luận giữa trận đấu của Đài Truyền Việt Nam. Manen Bia, Krisara, Terathon, Yugen. Xử lý và che chắn bóng của các cầu thủ Thái Lan là rất tốt. So với đội tuyển Việt Nam thì các cầu thủ Thái Lan có lợi hơn về thể lực trước cuộc giao sức ngày hôm nay. Gần như toàn bộ đội hình đá chính của họ ngày hôm nay đều không ra sân ở trận đấu cuối vòng bảng, và như vậy thì các cầu thủ được nghỉ tới 8 ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu này với đội tuyển Việt Nam. Trong khi thì chúng ta vẫn có rất nhiều cầu thủ đá chính ra sân ở trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển Campuchia. Cũng như thế, các cầu thủ Thái Lan còn được thi đấu sớm hơn chúng ta 1 ngày ở trận đấu cuối vòng bảng. Thành Trung đường chuyền vượt tuyến, bóng đã không đến được vị trí của Tiến Linh. Chalathip Songkrasit, Thitipan, với việc tung Thitipan vào sân thay Tharawat, ông Manopol King tính đến một giải pháp an toàn chắc chắn hơn, có tính chiến đấu hơn ở khu vực giữa sân. Hoàn toàn là một pha bóng không có lỗi. Các cầu thủ Thái Lan khá tiểu xảo trong những tình huống tranh chấp tay đôi như vừa rồi. Subhachai bây giờ sẽ được tung vào sân để thay Subhachok. Ở trận đấu gặp đội tuyển Singapore, Subhachai cũng đã có pha lập công và sau đó là một màn ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc. Subhachai vào sân là thêm một mối lò ở trong những tình huống không chiến. Chiều cao của Subhachai là rất tốt.
Trung vệ Manuel Bia đã có mặt trong vòng cấm của chúng ta. Quả phạt góc của Terathon Bunmathan. Thiniphan. Còn tranh chấp tốt. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức rất chống trải, Quang Hải. Đường truyền của Quang Hải là chưa thực sự tốt. Đó là lỗi việt vị và chúng ta được hưởng quả đá phạt. Văn Thành. Quang Hải, Văn Thanh. Đội bạn đang phong tỏa các thủ tấn công của chúng ta, dứt điểm. Chúng ra sân khá bất ngờ. Đó vẫn là Văn Thanh. Một tình huống tổ chức tấn công hiếm hoi có nhịp kể từ đầu hiệp 2 đến giờ. Mà Văn Thanh muốn dứt điểm ngay. Cú sút thứ hai của Văn Thanh trong trận đấu ngày hôm nay. Cả hai đều tung trúng cầu môn. Đội tuyển Việt Nam không khác gì đang đá sân nhà. Mà số lượng cổ động viên trên khán đài ủng hộ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam là rất đông. Và nó áp đảo hoàn toàn cổ động viên của đội tuyển Thái Lan. Narubadin. Trận đấu phải nói là đang diễn ra theo đúng toan tính của huấn luyện viên Mano Polking. Terathon Bunmathan. Tình huống rất nhanh của Văn Thanh. Đức Trinh. Quang Hải. Rất khó để có thể thâm nhập vào vòng 16m50 với những đường truyền như vừa rồi. Chai. Can thiệp tốt của Thành Trung. Subhachai có ưu thế hơn về thể hình. Nhưng Thành Trung ra thi đấu cực kỳ khôn ngoan và che chắn bóng tốt. Đội tuyển Việt Nam không tổ chức triển khai bóng tấn công từ sân nhà. Có điều là những tình huống phất bóng dài của các thủ của thủ môn. Rất tốt, cơ hội Hà Đức Chinh. Quang Hải không vào. Hôm nay là cơ hội. Không biết nói gì nữa. Một ngày phải nói là quá đen đủi với Quang Hải. Lần trước là cột dọc, lần này là xà ngang đã từ chối những tuyệt phẩm của số 19 bên phía chúng ta. Nhưng không sao anh Dũng ạ, quá tam ba bận. Rất có thể tình huống sau Quang Hải và đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội ăn mừng. Rất đáng khen cho Hà Đức Trinh với nỗ lực cướp bóng từ chân cầu thủ đối phương để chuyền trở lại cho Quang Hải. Quang Hải đã ở một vị trí rất trống trải và hoàn toàn thoải mái để tung ra cứ lòng sở trường vừa rồi.
quá đẹp. Nếu như đó là một bàn thắng, hoàn toàn là một pha bóng có thể được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của giải đấu năm nay. Cả hai lần thủ thành Woodprom đều đã bị đánh bại. Những cột dọc rồi xà ngang đã khước từ hai cú sút cực kỳ đẹp mắt của Quang Hải. Đó là một tình huống mà trung vệ bên phía Thái Lan Manuel Bia đã mắc sai lầm. Vị trí hoàn toàn có thể khai thác bên phía cặp trung vệ của đội tuyển Thái Lan. Còn bây giờ là Chris Sada rời sân với cái chân tập tễnh. May mắn hơn chúng ta cũng đã có hai bàn thắng cho tới lúc này. Đỗ Duy Mạnh, Thành Trung, Hồng Duy. Văn Đức, Hồng Duy, Phan Văn Đức, rất hay. Quý Ngọc Hải, những pha phối hợp của chúng ta đang trở nên gắn kết hơn. Thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần phải có bàn thắng. Cơ hội! Cảm giác bóng của Tiến Linh là chưa tốt. Sau khi Tiến Linh vào sân, những đường truyền của đội tuyển Việt Nam đến từ những pha vượt tuyến và trông chờ vào những tình huống bứt tốc của Tiến Linh hoặc là để làm tường dành cho tuyến hai dứt điểm. Terathon. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh can thiệp hợp lý và không có lỗi với Subhachai. Hà Đức Chinh. Quang Hải đang di chuyển. Pha đẩy bóng cho Quang Hải. Quang Hải. Đó là một phát chọc khe nhưng việt vị mất rồi. Hành trình đã việt vị. Hướng chuyền bóng quan sát rất tốt của Quang Hải. Manuel Bia và thủ thành bên phía Thái Lan vừa trao đổi với nhau một điều gì đó. Và đây là tình huống phối hợp tốt. Không hề việt vị. Chưa việt vị. Tình huống chuyền bóng phải nói là cực tốt và đúng nhịp của Quang Hải. Nếu như có va sẽ kết thúc hoàn toàn tình huống vừa rồi. Không có va, các trọng tài viên và trọng tài chính đưa ra quyết định ngay. Sự sống thứ 6 của Hà Đức Trinh đang để lại những dấu ấn nhất định. Đây là quãng thời gian mà Thái Lan đang chủ động lùi sâu và bảo vệ thành quả. Thirathon. Tiến Linh đang đeo bám rất quyết liệt. Hoàng Đức. Thành Trung. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Sống thẳng vào trung lộ. Một đường chọc khe chăng. Hồng Duy chậm một nhịp và đã để mất bóng vào chân Narubadi. Cầu thủ đang làm sân là Srek Yuen. Thành Trung đã chủ động phạm lỗi sớm từ khu vực giữa sân. Chúng ta đang đẩy cao đội hình.
Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với hơn những gì đang có vào lúc này. Ta đang xem lại những tình huống mà cốt dọc rồi xa ngang đã từ chối hai tuyệt phẩm của Quang Hải. Đúng là một trận đấu mà Quang Hải và chúng ta đã không gặp may. Quang Hải chính là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Suzuki Cup 2018. Và trước đó hai giải đấu liên tiếp, danh hiệu đó thuộc về Chanathip Songkrasin. Chanathip đã có cú đúp bàn thắng trong trận đấu này, còn Quang Hải chút nữa làm được điều tương tự. Anh chỉ kém may mắn hơn đối thủ mà thôi. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào hai tiền đạo, và huấn luyện viên người Hàn Quốc rất muốn có bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu lượt đi. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong 90 phút ở trận đấu lượt về. Hồ Tấn Tài là cái tên tiếp theo sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân. Một cầu thủ phòng ngự chơi biên phải nhưng có khả năng tấn công rất ấn tượng. Cần phải hết sức đề phòng cái chân trái của Thiraton ở trong những tình huống thực hiện phản góc như thế này. Có thể là những pha bóng cuộn vào thẳng phía cầu môn. Tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản. Phản công cho đội tuyển Việt Nam không kịp. Những cầu thủ bắt bóng hai của Thái Lan rất tập trung. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường bị bẻ gãy. Rồi là một tình huống nhảy múa với trái bóng của Chanathip Songkrasin. Rồi, đây là cơ hội để phản công. Một tình huống trượt chân cũng rất đáng tiếc nữa. Việc cả 4 trận đấu đều thi đấu trên sân Busan thay vì sân vận động quốc gia Singapore là điều khiến cho các cầu thủ của chúng ta chưa thực sự quen với mặt sân này. Và đây là pha bóng mà Chanathip đã cho thấy vì sao anh là cầu thủ được bầu chọn hai lần xuất sắc nhất của AFF Cup 2014 và 2016. Phản công. Vẫn là một đường chuyền hơi vội. Quang Hải có thể đi thêm vài nhịp nữa, đợi đồng đội lên nhiều hơn. Rồi mới triển khai một pha dàn xếp phản công. Ông Park không hài lòng với pha bóng vừa rồi của chúng ta. Văn Thanh sẽ được rút ra và nhường lại vị trí cho Hồ Tấn Tài. Chúng ta đã thay 4 cầu thủ trong tổng số 5 cầu thủ được phép thay. Borachit bên phía đội tuyển Thái Lan cũng đã được vào sân để thay lão tướng Teresin Dangda. Dangda ở trận đấu này thi đấu khá mờ nhạt, nhưng Thái Lan lại có một cầu thủ khác tỏa sáng, một ngôi sao khác tỏa sáng, đó là Chanathip Songkrasin. Tình huống bọc lốt tốt của hai hậu vệ của chúng ta. Thiraton, Chanathip. Khả năng kiểm soát trái bóng và làm chủ tuyến giữa, điều tiết nhịp độ của Chanathip là cực tốt.
với Văn Thanh, khả năng tấn công của Tấn Tài tốt hơn vào thời điểm hiện tại. Muracit, Itifan không hiểu ý nhau. Tình huống khá buồn cười khi mà Muracit đã di chuyển và không quan sát tình huống chuyển bóng của Narubadin. Vẫn là Hoàng Đức. Hồng Duy chuyền khó quá. Một Tấn Tài. Thời gian thi đấu chính thức của trận bán kết lượt đi chỉ còn hơn 10 phút nữa. Tấn Tài. Lượt lên bóng của đội tuyển Thái Lan. Muracit. Và nhấc chân đó là tương đối tốt, nhưng Thành Trung cũng đã phán đoán kịp thời trong tình huống vừa rồi. Hoàng Đức. Sự chính xác, đặc biệt là trong 1/3 phần sân trước cầu môn của Thái Lan, chúng ta có gì đó vẫn chưa thực sự ăn khớp và có phần vội vàng. Quang Hải rất hay, cơ hội không vào và phát xuống rất nhanh của Phan Văn Đức và đến từ đường truyền, phải nói là có độ chính xác hoàn hảo của Quang Hải. Bóng đi chệch cột dọc có lẽ cũng chỉ trong một găng tay mà thôi. Quá đáng tiếc. Đúng là một màn so tài cực kỳ thú vị giữa hai cầu thủ được coi là đẳng cấp nhất của hai đội, Quang Hải và Charatip Songkrasin. Chúng ta vẫn cần thêm một chút may mắn nữa để tìm được mảnh lưới của đội tuyển Thái Lan. Quý Ngọc Hải cần phải xử lý an toàn hơn. Charatip, Tiến Linh đã phạm lỗi. Số 18 của Thái Lan đang bị căng cơ. Đây là một trong những tình huống thực sự đã tạo ra một bước ngoặt rất lớn của trận đấu lượt đi này. Charatip thực sự là người hùng của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu này. Charatip. Terathon Bunmathan. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống can thiệp của Duy Mạnh với cầu thủ của đội tuyển Thái Lan.
Sau pha va chạm thì cả hai cầu thủ đều bị đau. Đó là Duy Mạnh và Subhachai. Pha xử lý không thực sự hợp lý. Duy Mạnh đã ra phá không trúng bóng ở tình huống này. Subhachai đang kiểm soát bóng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một quả penalty. Chanathip đứng trước cơ hội lập cú hat-trick ở trận đấu này. Chanathip và Nguyên Mạnh. Thẳng vào vị trí của Trần Nguyên Mạnh. Và đây là thời điểm để chúng ta có thể lên tinh thần. Cú đá quá đơn giản, nhưng cũng phải nói là Nguyên Mạnh cũng đã phán đoán khôn ngoan trong tình huống vừa rồi, không vội vàng đổ người. Nói Chanathip đã quá tự tin ở tình huống đối mặt với Nguyên Mạnh. Anh đã thẳng vào vị trí thủ môn của chúng ta trong lúc Nguyên Mạnh chưa kịp đổ người. Chúng ta cần phải có bàn thắng trong khoảng hơn 5 phút còn lại để khiến cho trận đấu bán kết lượt về có nhiều hy vọng hơn. Vujacic và cài ngược hay sẽ làm quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú phạm lỗi của Narubadin. Sau đó thì Thành Trung cũng đã băng vào rất kịp thời để phá bóng ngay trước mũi giày của hai cái bóng áo xanh. Trước bóng đang là Quang Hải, một trong những hy vọng cho chúng ta tìm kiếm bàn thắng. Và tôi đang chờ đợi ở Tiến Linh. Chờ đợi Tiến Linh ở tình huống này. Những tình huống bóng cố định vẫn đang mang lại cơ hội cho chúng ta. Không được. Văn Đức. Vujacic. Đường chuyền sớm của Subhachai đã không vượt qua được Thành Trung. Khá nguy hiểm. Ba cầu thủ áo đỏ của chúng ta đã để cho Subhachai vượt qua. Và bây giờ là pha phản công nhanh. Tiến Linh, Quang Hải. Tiến Linh, Quang Hải đã ngã mất rồi. Xứng đáng một chiếc thẻ vàng trong tình huống can thiệp vừa rồi và phạm lỗi với Quang Hải. Quang Hải vẫn đang là cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Thái Lan thay liên tiếp hai cầu thủ, một trong hai người vào sân là Christian Đỗ. Wirathep vào sân thay Chanathip.
Christian Đỗ có thể sẽ vào sân thay Narubadin. Như vậy Christian Đỗ vào sân thay Narubadin của đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Vučić. Kitifan. Một trận đấu mà Thái Lan đã có những tính toán. Và bây giờ thì đoàn quân của huấn luyện viên Manu Pulkin đang chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và cố gắng kiểm soát thế trận và giữ bóng trong trận càng lâu càng tốt. Nếu như có được bàn thắng trong phần còn lại đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều hơn cơ hội rất nhiều trong trận đấu lượt về. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hoàng Đức. Nỗ lực của Tiến Linh, Tiến Linh và Christian Đỗ. Christian Đỗ mới vào sân còn rất khỏe. Như vậy là trên sân lúc này bên phía đội tuyển Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh đã có mặt. Xuân Mạnh đã vào sân thay Đỗ Duy Mạnh bị chấn thương. Duy Mạnh đang rời sân trên cáng. Tổn thất với đội tuyển Việt Nam khi mà trước trận đấu này trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã không thể góp mặt. Cơ hội Quang Hải đứng trong khe. Tất cả những dấu ấn đậm nhất, những điểm nhấn trong cách chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay đều xuất phát từ Quang Hải. Duy Mạnh bị đau có lẽ đến từ tình huống tranh chấp dẫn đến quả penalty với Supachai. Thời gian bù giờ trong hiệp 2 là 4 phút. Sẽ làm quả đá phạt lên cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống phạm lỗi của Supachai. Theraton. Quý Ngọc Hải. Hoàng Đức. Trận đấu đang trình diễn một đội hình và cự ly rất chặt chẽ trong phần còn lại của hiệp 2. Trận bán kết lượt về vào tối ngày 26, tức tối chủ nhật tới. Tối chủ nhật tuần này. Chúng ta cần phải có bàn thắng rút ngắn tỷ số để thắp sáng hơn hy vọng ở trận đấu lượt về. Trọng tài đứng rất gần nhưng đã không cắt còi.
Phút bù giờ thứ 3. Chúng ta vẫn đang liên tục gây sức ép. Bóng chạm tay rồi. Bóng chạm tay. Vẫn không có tiếng còi nào vang lên. Chỉ trong vòng khoảng chưa đến 30 giây, rất nhiều những tình huống thực sự là có phần gây tranh cãi trong những quyết định xử lý của trọng tài. Dứt điểm. Ta cùng xem lại những tình huống này. Đây là pha bóng. Chắc chắn đây phải là một quả penalty. Đã có lỗi đẩy từ phía sau rất rõ của Tristan Đỗ với Quang Hải. Còn đây là tình huống chạm tay sau đó. Tình huống mà Quang Hải bị đẩy ngã xứng đáng phải là một quả penalty. Đó là tình huống phạm lỗi trong khu vực 16m50. Phút bù giờ cuối cùng. Rất khẩn trương. Đội tuyển của chúng ta vẫn đang thi đấu rất nỗ lực. Thực sự là một trận đấu khó khăn. Lúc này trong trạng thái chính người Qatar, ông Saud Al-Hadda đã đổ còi khép lại 90 phút trong trận đấu lượt đi bán kết AFF Super League 2020.